Vâng, tiếp tục em giới thiệu cho các bác là một bộ duy nhất, đó là bộ Mixua hai tay, là bộ Beta 58A nha các bác. Bộ là bộ Beta, nó đắt hơn bộ SM. Lúc trước là về em về được là 4 bộ SM 58. Và nay chỉ có một bộ duy nhất thôi, Beta 58A. Nó cao cấp hơn. Thì đầu mic thì y chang, đầu đầu thu thì y chang, nhưng mà tai mic lại là tai mic 58A nên phần nâng cấp hơn nha. Hàng này là hàng của Mỹ, điện 120V. Các bác có thể kém điện điện từ dao động từ là 100 đến 120V nha các bác. Đấy, hàng út à. Mã đầu thu là U4D và tai mic là Beta 58A, một bộ duy nhất nha các bác. Và bộ này giá là 18 triệu. 18 triệu nha các bác, bao ship toàn quốc cho có nha. Chỉ có một bộ duy nhất, thì nó về bao nhiêu, nó gồm những gì là em sẽ gửi đi cho các bác bao nhiêu đó. Đây là dây nguồn, dây nguồn. Và đây là bốn viên pin, pin sạc để các bác xài. Và nó là cái đốc sạc luôn. Nhưng mà chúng ta kém ấy, cái điện thoại á, cái mấy cái đốc sạc đó, cắm vào sạc thôi. Hay là bốn viên pin. Và đây là hai cái tai, hai cái để mà chúng ta cài áo này, cái cài sau lưng, và cái đây là để lên cái tai này. Chúng ta nói không cần cầm mic này. Những cái này thì những ca sĩ người ta hát, người ta hay dùng thôi. Còn mình gia đình thì mình hay cầm mic hơn. Thì cái đây hội trường này, nếu mà ai nó thích dùng người ta dùng. Nó đi theo bộ này luôn nha các bác. Này chưa gia đình thì hai tai mic Beta 58A nha, đẹp xuất sắc nha các bác. Xuất sắc. Các bác nào nhanh tay thì alo cho em. Các bác hỏi rất là nhiều nhưng mà lúc trước là hết hàng, chỉ có một bộ duy nhất về thôi nha. Thì dòng này nó chỉ có 100 đến 120V thôi. Nó không như những dòng ULXB4. ULXB4 thì chất lượng hai con hát thì như nhau, nhưng mà con ULXB4 thì nó tiện lợi hơn. Con này thì chỉ có điện 100-120 thôi, không có 220. Đây là một đầu thu của nó. Còn cái cu su luôn nha. Xuất sắc nha các bác. Tất cả là mới còn tem luôn. Đấy. Một bộ đi là bao gồm như thế này nha các bác. Đấy, các bác chỉ việc về kém. À còn một cái dây xéo ly nữa nha các bác. Dây xéo ly để chúng ta kém một cái vang nữa. Còn cái dây xéo ly nữa. Đấy. Các bác nào lấy thì alo cho em nha. Một bộ duy nhất giá 18 triệu nha các bác. 18 triệu. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.